Xin chào các bạn, đây là chúng mình đây. Mình là Duy Phạm. Và mình là Minh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Lato AZ. Và như thường lệ, vào 19 giờ thứ bảy hàng tuần, anh em mình lại cùng ngồi đây, không đi chơi đâu cả. Cùng nhau trả lời, giải đáp những câu hỏi, những thắc mắc của các bạn trên chuyên mục Hỏi Đáp cùng AZ. Bởi vì số lượng câu hỏi khá là nhiều, nên mình xin phép trả lời một phần câu hỏi trên video này. Những câu hỏi còn lại, mình sẽ trả lời trực tiếp trên kênh. Mong mọi người thông cảm nhé. Và các bạn đừng quên mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình giảm giá mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Xin cảm ơn. Kết thúc chủ quảng cáo, bắt đầu video thôi. Vậy thì câu hỏi đầu tiên của bạn Aero404. Hiện tại thì em đang dùng chiếc laptop trên đệm. Và nhiều người nói xài vậy sẽ dẫn đến hư hỏng linh kiện trên máy. Vậy thì cho em hỏi có thật không? Và để khắc chế ra sao? Em chỉ xài trên đệm được thôi. Khi mà bạn dùng laptop ở trên đệm ý, thì nó sẽ giảm khả năng tản nhiệt của máy, góp phần làm tăng cái sự nóng máy. Đồng thời là chưa kể rằng là bụi bẩn nó sẽ bít vào quạt gió, rất là hại đấy. Mà linh kiện bán dẫn thì rất nhanh bị hỏng, thoái hóa ở trong điều kiện mà nhiệt độ cao. Vì vậy khi mà bạn làm thế rất là có khả năng khiến cho việc là máy nhanh hỏng. Để khắc chế việc này thì chỉ có mỗi việc là bạn mua thêm đế tản nhiệt, mà tốt hơn nữa thì bạn có thể mua thêm bàn kê thôi. Giờ có rất là nhiều các cái mẫu mã đẹp và giá hạt rẻ rồi. Bạn cứ đi ra đây La Thành ấy, thì có mấy cột bàn rất là nhỏ nhỏ thôi, gấp chân vào được, để lên trên giường rất là tiện. Thế mình lại ăn tiền quảng cáo ở đây La Thành à? Thôi kệ đi. Sang câu hỏi thứ hai của bạn Lanh Hoàng. Chào hai anh em được trai. Hai anh cho hỏi là MacBook ở nên tra kem tản nhiệt hay không? Nếu mà tra kem tản nhiệt thì có được bảo hành bên Singapore hay không? Xin cảm ơn anh. Đầu tiên thì cảm ơn bạn đã khen chúng mình đẹp trai nhá. Thì mình đã gọi điện đến trung tâm bảo hành sửa chữa của Apple rồi. Và được biết là nếu như mà bạn tra kem tản nhiệt nhưng mà không sửa chữa hay là động gì đến main cả thì các bạn vẫn được bảo hành bình thường tại các trung tâm bảo hành của Apple. Nếu như mà máy của bạn quá nóng, tầm khoảng trên 75 độ chẳng hạn, thì bạn hoàn toàn có thể tự tra keo, nhưng mà nhớ là phải sử dụng những loại keo tản nhiệt xịn hoặc là đem ra trung tâm bảo hành Apple cho nó an tâm. Và nếu bạn đụng vào hỏng cái gì thì chắc chắn là Apple họ sẽ sẵn sàng từ chối bảo hành bạn nhé, nên hãy lưu ý trước khi mà các bạn đụng vào máy. Ok, câu hỏi thứ ba của bạn Đặng Tuấn. Lenovo Legion 5 Ryzen 7 4800H cùng card đồ họa GTX 1650, vừa để chơi game vừa để học thiết kế đồ họa thì được không anh? Mong là anh tư vấn. Với câu hỏi này thì chúng mình đã có một video review rất là chi tiết về mẫu máy này rồi. Bạn có thể tham khảo thêm ở trên kênh Laptop AZ nhé. Với cấu hình này thì hoàn toàn đủ để đáp ứng được nhu cầu học và chơi game của bạn. Lưu ý là ở chiếc máy Legion 5 bản 144Hz thì mới có phổ màu đẹp để làm đồ họa thôi. Còn bản 60Hz cũng là phổ màu đẹp nhá, nhưng mà mình thấy khá hiếm cái bản đấy. Còn màn hình 120Hz là cái bản mà phổ màu thấp để anh em chơi game tối ưu về chi phí sản xuất hơn. Ok, bắt đầu câu hỏi thứ tư của bạn là Hải Phương Đỗ Kiều. Ok, em chào anh ạ, em có tầm 20 triệu thì nên mua máy tính nào vừa làm việc vừa cho game ổn? Em chỉ chơi LOL thôi ạ, mong anh rep. Và với một tựa game như LOL thì những CPU i5, i7 sử dụng chip U ấy thì hoàn toàn có thể đáp ứng được để bạn low setting ấy. Thế nên là chơi LOL thì là một cái game rất là nhẹ nhàng thôi. Còn nếu bạn muốn tập trung vào làm việc thì mình thấy trong tầm tiền này có Latitude E7490. Ngoài ra sẽ có ThinkPad T480S hoặc là T480 để phục vụ tốt nhất cho trải nghiệm làm việc của bạn, đặc biệt là về tính ổn định này, về bàn phím tốt này, chất lượng hoàn thiện thì quá là tuyệt đối trong tầm tiền này rồi. Và hy vọng là qua câu trả lời mình thì bạn sẽ lựa chọn được vài mẫu máy phù hợp với bản thân nhất nhé. Câu thế này, câu năm. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Hoàng Phúc Anh. Con máy nào ngon nhất giá từ 20 triệu gaming tốt anh? Chúc anh 2K đăng ý nhé. Ok, để trả lời cho câu hỏi bạn thì gaming 20 triệu hiện tại nếu là hàng mới 100% thì chúng ta có thể tham khảo TOF A15 phiên bản Ryzen 5, Nitro 5, Core i5 hoặc là Ryzen thế hệ thứ tư. Ngoài ra thì trong tầm tiền chúng ta sẽ có RG Switch G531 i5 cũng là một sự lựa chọn rất là đáng cân nhắc. Vậy thì còn về phía bạn thì có lẽ mình để xem bạn ưng chiếc máy nào hơn về mặt ngoại hình hay là về những yếu tố khác thì để bạn tự quyết định nhé. Và bạn có thể tham khảo trên channel có rất nhiều video top 4 những chiếc laptop gaming trong tầm 20 triệu, rất nhiều những sự lựa chọn luôn. Và hy vọng là qua câu trả lời bạn sẽ lựa chọn được mẫu máy mà tầm 20 triệu ưng nhất với bản thân nhé. Câu thứ 6 của bạn Lam Nguyễn. Em học ngành điện tử tự động hóa thì nên chọn CPU Ryzen 4000 series hay là Intel thế hệ thứ 9, và cụ thể Ryzen 7 4800HS và i7-9750H. Thế này thì phải đập tay rồi, mình cũng học tự động hóa. Ở câu hỏi này, chip i7-9750H thì hiệu năng là khỏi phải bàn rồi, tối ưu rất là tốt cho những phần mềm kỹ thuật. Còn với Ryzen 7 thì sao? Ở trên chiếc máy Legion 5 Ryzen 7 này rồi, mình cũng đã thử test các phần mềm của ngành như là Antium này, GX-Quốc 3, Code Vision AVR, SolidWorks. Với các phần mềm này thì mình thấy rằng là chạy ngon đấy, mượt.
nhưng mà chỉ có một chút mình không hài lòng ở trong phần theo dõi chuyển động hoặc là mô phỏng nhiệt thôi. Tuy nhiên thì chỉ là một chút xíu thôi, sẽ không làm cho bạn thất vọng nhiều đâu. Nói chung là nếu như mà bạn thích tính ổn định thì bạn sẽ chọn i7. Còn ngoài ra thì bạn có thể chọn Ryzen 7 khi mà bạn thấy rằng hiệu năng thì giá thành tốt đúng không? Ngoài ra thì Ryzen 7 còn rất là mát nữa. Với chuyên ngành của mình thì mình sẽ nghiêng về chip Intel hơn. Để tăng cái tính ổn định nhất trong quá trình sử dụng. Đúng rồi đấy. Câu hỏi thứ 7 của bạn Nhật Nguyễn. Em thấy Acer TUF A15 phiên bản Ryzen 7 4800H với GTX 1660 Ti có hệ thống tản nhiệt khác. Em hay try hard các game như là Liên Minh nhiều giờ thì có ổn không ạ? Với cả em học xây dựng nữa. Theo mình thấy là với phiên bản TUF A15 và cả 660 Ti trở lên thì hãng sẽ trang bị thêm một ống đồng nữa để giúp cho máy có hệ thống tản nhiệt tốt nhất có thể để tối ưu hiệu năng trong 1660 Ti. Nhưng mà trong tầm tiền này thì mình thấy khoảng 25 triệu chúng ta có cả ROG Strix G512, i7 hay là Acer Neo 5. Theo mình đánh giá là cả còn mà mẫu Legend 5 bên cạnh nữa cũng cực kỳ đáng tiền luôn. Và ba con máy đấy thì mình lại thấy là khá ổn cái việc mà bạn chơi game trong thời gian dài, nhiệt độ mát thì mình sẽ ưu tiên cho ba chiếc máy này hơn. Còn TUF A15 thì mình thấy là với cấu hình cao nên là chúng ta sẽ phải đánh đổi về hiệu năng trong thời gian lâu dài sẽ không được ổn định như là ba chiếc máy mình vừa giới thiệu ở trên. Và hy vọng là qua câu trả lời thì bạn sẽ lựa chọn được thêm những mẫu máy khác nhé. Và bạn chơi game vừa thôi, nhưng mình đau lưng nhiều lắm, đến tuổi đau lưng cực kỳ luôn. Ok, câu hỏi thứ 8 của bạn Hùng Triệu. Cho em hỏi laptop Lenovo ThinkPad M14 dù học để IT tốt không? Nhu cầu cơ bản để học và xem phim ạ. ThinkPad M14 à? Cấu hình được đấy, bàn phím cũng tốt. Nhưng mà màn hình thì khá là tệ, sáng chỉ có khoảng 250 nit thôi. Duy tư vấn cho em ý một con khác để mà học với xem phim đi. Trong tầm tiền này thì Lenovo sẽ có thêm một sự lựa chọn nữa cho bạn là IdeaPad S540. Lại hợp lý hơn, mình thấy là thiết kế trông phần hiện đại hơn này, trông nó bóng bẩy hơn này. Cấu hình thì cũng ok, màn hình thì cũng rất là tốt với IPS, Full HD, rất là nhiều những cái tính năng khác. Và mình đánh giá cao cái chất lượng hoàn thiện của chiếc S540 đó hơn. Nếu mà cảm giác của ThinkPad M14 thì có hơi nhựa nhựa, sờ vào hơi rẻ tiền. Nếu bạn thích với thiết kế mạnh mẽ thì mình nghĩ là ThinkPad M14 cũng sẽ là một sự lựa chọn. Còn nếu bạn thiết kế bóng bẩy hiện đại hơn một chút thì IdeaPad S540 là một sự lựa chọn cũng ngang tiền luôn. Thế nên là bạn hãy cân nhắc để xem lựa chọn mẫu máy nào hợp lý nhất nhé. Và ok, câu hỏi thứ 9 đi. Đến từ bạn Trần Quang Sang 56. Em học công nghệ thông tin chuyên về lập trình Android và ít khi chơi game, thì trong tầm 17-18 triệu có máy nào phù hợp nhất không ạ? Lập trình Android chắc là sử dụng chính là Android Studio đúng không? Chuẩn đấy. Mình có tham khảo về phần mềm này rồi thì ở mức trung bình đến khá là cao đấy. Nhưng mà nói chung là nếu các bạn chỉ học thôi thì rất nhiều mẫu máy để anh em tham khảo. Và mình ưu tiên những mẫu máy mà có bàn phím tốt, hiệu năng ổn để sử dụng. Chúng ta sẽ có là ThinkPad T480 hay Latitude 7490. Ngoài ra trong tầm tiền khoảng 17-18 triệu bạn có thể tham khảo thêm cả ZenBook UX43 hàng Linew. Rất nhiều lựa chọn luôn. Và đến từ một thương hiệu lớn như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ không phải lo nghĩ gì về bảo hành này, về độ bền của máy đúng không? Và nếu bạn muốn một chiếc máy nặng hơn nữa, nặng đô hơn một chút để sử dụng thì nhích hơn một tí tiền để chúng ta tham khảo mẫu Prison 7510 hoặc là những chiếc laptop gaming như là Acer Neo 5 hay là những mẫu máy laptop gaming khác trong tầm tiền. Hy vọng là qua câu trả lời thì bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tiếp theo để lựa chọn sao cho hợp lý nhất nhé. Ok, đến với câu hỏi thứ 10 của bạn Dino GM. Anh ơi, cho em hỏi giữa i5 10300H với Ryzen 7 4800H cùng các đồ họa GTX 1650 Ti thì nên chọn máy nào? Nhu cầu của em là chơi game nặng, livestream, edit video ngon nhất ạ. Em cảm ơn. Thực ra thì câu trả lời của mình cũng hơi khó. Bạn làm về cả livestream và cả edit video đúng không? Về mặt livestream hay là chơi game thì mình thấy là Ryzen 7 vụt chết tươi i5 10300H, thậm chí là cả vụt chết cả i7 luôn. Thế nên là nếu về chơi game, về livestream thì mình nghiêng hẳn cho Ryzen 7 với 8x16 luôn. Nhưng mà riêng với edit video mà bạn edit bằng Adobe Premiere Pro thì với công nghệ là Intel Quick Sync mình vẫn sẽ có một chút nghiêng nghiêng cho Intel i5 thế hệ thứ 10. Nhưng mà nói chung là cái sự chênh lệch nó sẽ không quá nhiều nếu bạn lên Adobe 14.2 với được hỗ trợ các rời ngoài để render thì rất nhiều những tính năng hay luôn và sẽ tối ưu được hiệu năng tốt. Vậy thì tổng kết lại thì mình sẽ nghiêng cho Ryzen 7 hơn vì Ryzen 7 đang quá mạnh, quá mát và nói chung là quá khỏe. Với nhu cầu bạn thì mình nghĩ Ryzen 7 hợp lý nhất. Ok, câu hỏi tiếp theo của bạn Lê Nguyễn Gia Đạt. Anh cho em hỏi laptop gaming vừa sạc mà sạc liên tục có chai pin không? Khi ra ngoài em mới rút sạc còn ở trọ em cứ cắm sạc. Xin hỏi hai anh như thế có ổn hay không? Thì em sợ là chai pin em đã sắp kênh và cảm ơn hai anh. Thì bạn sắp nên là bọn mình nể bọn mình trả lời. Thực sự luôn, mình trả lời đi. Ok nhá.
câu hỏi tương tự này thì chúng mình đã trả lời ở trong video trước rồi. Nếu như mà bạn dùng như thế thì cũng không sao đâu, chỉ cần là khi mà bạn vừa dùng vừa cắm sạc ở trọ ấy thì bạn hãy để ở một nơi thoáng mát một chút để tránh cho việc máy quá nóng, bởi vì khi mà gia tăng nhiệt cao máy nóng thì pin nó sẽ chai rất là nhanh, pin sẽ bị ảnh hưởng do nhiệt độ mà bạn, nên là bạn phải cẩn thận một chút nhé. Nhưng mà nói chung là nếu bạn đi ra ngoài bạn có thể mang theo cục sạc thì theo mình vẫn nên là mang theo cục sạc thì hơn. Ok, câu hỏi thứ 12 của bạn Hậu Euro, và đây là một fan cứng của chương trình. Mình thấy bạn ấy hỏi rất nhiều và cũng là thứ 7 tuần này. Anh ơi, em có 3 mẫu máy là Lenovo L340, L340 nhưng mà i7, cùng với đó là HP 15S. Thì công việc là code web nhẹ, em giúp em lựa chọn mẫu máy này đáp ứng công việc tốt với em. Em chân thành cảm ơn. Thì thôi, bạn hỏi đến lần thứ 3 rồi thì mình sẽ trả lời một cách dứt điểm cho bạn là nếu bạn không chơi game thì chúng ta sẽ không cần cặp đồ họa GTX. Và vì không cần cặp đồ họa GTX thế nên là L340 sẽ không phải một sự lựa chọn quá đáng để cân nhắc. Mà mình sẽ nghiêng cho bếp HP 15S hơn, vì mình thấy là nhu cầu bạn cũng quá là nhẹ nhàng rồi. Và cùng với cả chất lượng hoàn thiện máy tốt hơn thì mình vẫn sẽ đánh giá HP 15S là một sự lựa chọn rất đáng để cân nhắc. Còn nếu mà bạn có sẵn sàng mua những chiếc máy sách tay hay là những chiếc máy Linux chẳng hạn, thì trong tầm tiền chúng ta có T480S, T480, T490S, T480, những mẫu của ThinkPad, thì mình thấy rất nhiều anh em lập trình viên code ấy, sẽ lựa chọn những mẫu máy này, cực kỳ hợp lý luôn. Và đặc biệt là hy vọng là công việc của bạn sẽ thuận lợi và lựa chọn được chiếc máy sao cho hợp lý nhất nhé. Ok, câu hỏi thứ 13 của bạn Mạnh Còi. Anh ơi, cho em hỏi là em đang tính mua Bravo 15 để học ngành cơ điện tử, thì liệu có ổn trong vòng 4 hay 5 năm nữa không ạ? Và trong tầm 18 triệu thì có còn lựa chọn nào nữa không? Em cảm ơn và chúc công. Em cảm ơn và chúc kênh mình ngày càng thành công ạ. Ok, là 18 triệu thì với MSI Bravo 15 thì mình vẫn sẽ hưởng ứng là bạn có thể sử dụng được tốt. Nhưng mình không đánh giá cao về chất lượng hoàn thiện của chiếc MSI Bravo 15 cho lắm. Trong 4 đến 5 năm này học thì mình nghiêng cho chiếc là HP Pavilion Gaming 15, vì mình thấy chất lượng của chiếc máy này hoàn thiện rất là tốt. Cùng với đó là chiếc Acer Nitro 5 phiên bản 2019-2020, trong 18 triệu thì chúng ta có rất nhiều lựa chọn luôn. Ngoài ra thì bạn có thể tham khảo mẫu RG Switch G531 hoặc Linew, rất nhiều những mẫu máy đấy luôn. Và nói chung là trong tầm tiền này thì chúng ta có rất nhiều lựa chọn, chủ yếu là bạn thích kiểu dáng hay là ngoại hình chiếc máy nào hơn thôi. Còn về độ bền trong 4 đến 5 năm đại học thì với cá nhân mình sẽ nghiêng cho chiếc G531 một điểm. Ok, và hy vọng là qua câu trả lời bạn sẽ có một sự lựa chọn ưng ý nhất cho bản thân. Câu hỏi thứ 14 của bạn Trung Thủy Đào. Chào anh, em học ngành kỹ thuật máy tính thì có tầm 15-17 triệu thì nên chọn mẫu máy nào? Em còn chơi thêm một vài tựa game nữa. Đặc điểm của ngành kỹ thuật máy tính ấy là đào tạo những kỹ sư mà có kiến thức chuyên sâu về lý thuyết cũng như là một cái khả năng thực hành cao cả về phần cứng lẫn cả phần mềm nữa. Các nội dung nghiên cứu chủ yếu của cái ngành này thì nó sẽ là thiên về hệ thống máy tính, mạng truyền thông, đồng thời là phát triển các hệ thống nhúng chuyên dụng và đa dụng. Và đa dụng nữa. Và ngoài ra thì còn có cả các kỹ thuật về xử lý ảnh và tiếng nói. Ngành này thì cũng sẽ không yêu cầu những phần mềm mà phải sử dụng phần cứng quá là mạnh đâu. Nên tùy theo cái game mà bạn chơi mà bạn hãy chọn máy nhá. Nếu như mà chơi nhiều thì trong tầm giá này chúng ta sẽ có Acer Nitro 5 phiên bản i5 9300H. Hoặc nếu như mà bạn chỉ chơi game nhẹ mà bạn tập trung vào việc code nhiều thì chúng ta sẽ có những cái mẫu đến từ ThinkPad như là ThinkPad T490 hoặc là T490S. Ok, mình hy vọng là qua câu trả lời bạn sẽ có sự lựa chọn ưng ý nhất cho bản thân nhé. Và câu hỏi thứ 15 của bạn Tam Hợp Kiếm Chai Phóc Phế. Em vừa đỗ ngành khoa học máy tính của Nail và như em phân vân G512 và G531. Em chơi game chủ yếu là online như LOL, nhưng sau này có máy thì chắc chắn em sẽ thử game như offline AAA. Thì với nhu cầu của trên thì G531 hay G512 có đáp ứng đủ hay không? Và nếu đủ thì nên chọn chiếc máy nào trong hai chiếc máy này? Anh cảm ơn AZ. Wow, chúc mừng bạn đã đỗ học đào Nail. Và mình sẽ có một câu trả lời cụ thể nhất cho bạn là nếu bạn đã cân nhắc được chiếc G512 thì chả có lý do thì các bạn mua chiếc G531 cả. Được nâng cấp về màn hình, về tản nhiệt, về rất là nhiều những thứ. Ngoài ra thì bạn chiến game AA thì hai mẫu máy này đều đáp ứng được ở mức setting trung bình cho những tựa game AA, hoặc là thậm chí kể cả lâu, tại vì GTX 1650 hay 1650T cũng không phải cả đồ họa quá mạnh đâu. Và nếu mà bạn có thêm một chút tiền nữa thì có thể tham khảo mẫu Evo. Mình đã có đây i7 1660T 22-23 triệu trong tầm tiền này thì quá là mắc pinh luôn. Chơi game AA thì quá sướng luôn. Mỗi tội thương hiệu là chưa lớn lắm nên là bạn sẽ phải tham khảo. Hy vọng là qua câu trả lời thì bạn có thể tham khảo mẫu Evo Gaming này. Đây mẫu này này, cực kỳ đẹp luôn. Và không thì bạn, theo mình với câu trả lời thì G512, G511 sẽ đáp ứng được với nhu cầu của bạn. Xin cảm ơn. Câu hỏi 16 đi, đến từ bạn 13 tháng 11. Ê, tôi sinh nhật vào ngày 14 tháng 11 đấy. Nhưng không liên quan gì đúng không? Thôi bạn câu hỏi không đi. Câu hỏi.
Cho em hỏi là trong tầm tiền 20 triệu đổ xuống thì có con nào màn đẹp, hiệu năng khá để em học đồ họa không ạ? Em vẽ AI Photoshop, cảm ơn anh và chúc kênh phát triển ạ. Bạn không nói rõ tiêu chí mà bạn cần ở một chiếc laptop là gì. Theo mình thấy thì với nhu cầu của bạn thì Photoshop hay là AI hay là Illustrator, những phần mềm vẽ, những phần mềm thiết kế thì i5 hay là i7 sử dụng chip U thôi là đủ rồi. RAM tối thiểu cần là 8GB. Và màn hình của loại bạn sẽ cần là Full HD IPS. Và trong tầm tiền này chúng ta sẽ có những sự lựa chọn màn hình có phổ màu cao để giúp cho màu sắc chính xác nhất với sản phẩm bạn sẽ làm ra. Và trong tầm tiền này thì mình thấy có khá lựa chọn đấy. Latitude 7490, Asus ZenBook UX433, ThinkPad T480, T480S. Hoặc là muốn chiếc máy nặng hơn một chút, nếu mà bạn có nhu cầu chơi game thì chúng ta sẽ có là Evo Gaming 1660T. Một số tiền cao hơn một chút nữa thì hợp lý luôn. Ok, vì hy vọng là qua câu trả lời của bạn, xin lỗi là câu trả lời của mình, thì bạn sẽ thêm lựa chọn nhé. Ok, đến với câu hỏi tiếp theo, đến từ bạn. Anime hay VL? Anh ơi, cho em hỏi là ROG G512 với ROG G15 thì con nào cấu hình, màn hình, pin, loa tổng thể ok hơn ạ? Với tầm giá 30 triệu thì máy nào chơi game ok nhất ạ? Lần trước comment mà không được anh trả lời. Rất là xin lỗi bạn vì sự thiếu sót, tại vì là rất nhiều câu hỏi nhưng mà thời lượng của video thì cũng có hạn thôi. Thế thôi, hôm nay bọn mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn. Chiếc G15, Zephyrus G15 là một sản phẩm hướng đến đối tượng mà cần thiết kế đơn giản này, nhưng mà có tính di động cao, mang lại hiệu năng tốt. Cùng đó là những cái trang bị như là màn hình tốt này, loa ngon các thứ, là mọi những cái tổng thể mà như câu hỏi bạn thì chắc chắn là chiếc G15 sẽ hơn. Nhưng và chiếc G512 sẽ hướng đến đối tượng anh em là phong cách trẻ trung hơn này, ngầu lòi hơn với đèn LED RGB này, hiệu năng cao và tản nhiệt mát mẻ trong thời gian dài các bạn sử dụng, thì chiếc G512 sẽ đánh đến đối tượng là người dùng như vậy. Vì hy vọng là qua câu trả lời thì bạn sẽ có một sự lựa chọn ưng ý nhất cho bản thân. Chủ yếu là về cái đối tượng các bạn cần hướng đến thôi. Bạn thích tính di động này, thiết kế trẻ trung này, thì bạn sẽ chọn Zephyrus G15. Mặc dù đây là chiếc Evo Gaming này. Ok, câu hỏi thứ 18 của bạn CR Check. Anh ơi, cho em hỏi là trong khoảng thời gian nào thì có laptop sử dụng card series 3000 này ạ? Và theo như hãng công bố thì RTX 3060 hay là 3070 giá chỉ bằng một nửa so với cả RTX 2080 thôi. Bây giờ thì anh dự đoán những mẫu laptop sử dụng con card này 3060, 70 hay là 80 chứ không phải là 90 đâu sẽ có giá dao động trong khoảng nào? Có khi nào mà laptop gaming tầm trung năm sau sẽ sử dụng 3060 là best choice không? Mong anh dự đoán và giải đáp giúp em cảm ơn. Một câu hỏi khá là dài nhưng mà mình có thể tóm gọn được rồi. Thì một câu trả lời thôi là họ lừa bạn đấy, không tin được đâu. Thực ra thì về hiệu năng thì chúng ta có thể thấy là Nvidia hứa hẹn rất tốt về hiệu năng của nhân CUDA, nhân xử lý đồ họa. Nhưng mà thực ra thì giá thành của những cả đồ họa này trên PC nhé, trên cái máy bàn đằng sau này thì nó mới rẻ. Còn trên laptop á, không có chuyện đấy đâu bạn ạ. Nếu mà rẻ quá thì bán được cho ai, đúng không? Và RTX 3060 thì mình nghĩ sẽ mức giá vào khoảng 30 triệu đổ đi. Nếu mà có Ryzen nữa thì chắc là khoảng 28 triệu, 27 triệu đổ đi thôi. Còn không chuyện rẻ hơn được nữa đâu. Mà rẻ hơn được nữa được thì mình cũng chịu luôn. Và về hiệu năng thì chắc chắn là hứa là sẽ khoảng gấp rưỡi, chứ không phải gấp đôi được, tại trên laptop thì chúng ta sẽ bị giới hạn về tản nhiệt mà. Và hy vọng là qua câu trả lời của mình thì bạn sẽ lựa chọn được chiếc RTX 3060 trên laptop ở năm sau nhé. Còn năm nay thì chúng ta vẫn chỉ có 2060 thôi. Buồn thật. Ok, và đó cũng là câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Và hy vọng là anh em có tiếp tục gửi đến bọn mình tiếp tục những câu hỏi nữa để bọn mình trả lời và giải đáp trên kênh. Và nói thật là những video này thì quá nhiều câu hỏi luôn, bọn mình trả lời không thể hết được. Mà anh em cứ gửi đi, thoải mái đi. Ok, bọn mình sẽ trả lời hết cho anh em. Và đừng quên, vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần thì bọn mình sẽ trả lời những câu hỏi này trên sóng. Và bây giờ xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Và anh em đừng quên mã giảm giá AZ300, giảm giá 300.000 trực tiếp khi anh em mua bất kỳ một chiếc laptop nào tại cửa hàng laptop AZ. Xin cảm ơn đã xem đến hết quảng cáo. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Chào anh em. Bye bye.